Thường nhà Trân không ăn ngọt, mà lâu lâu thèm ngọt thì đó là cái cách mà nhà Trân ăn, xong rồi đẩy nó ra khỏi cơ thể của mình bằng cách là uống giấm pha. Ok. Rồi, té rồi, đứng lên con. Đúng rồi, đúng rồi, giỏi quá. Ông bà. Mời ông bà, cô chú. Anh chị em. Ăn. Ăn bánh kem. Ở bên Mỹ á cả nhà, bánh thì rất là ngon, rất là béo, rất là ngọt. Nên nhà Trân là chỉ một năm mà ăn chắc cũng 2-3 lần ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Chưa tới ngày sinh nhật của Trân mà đã ăn bánh sinh nhật trước nè cả nhà. Hấp dẫn quá ông bà cô chú ơi. Dễ đó cũng dễ. Oh yeah, hấp dẫn quá. Chúng ta ăn bánh sinh nhật nha. Happy birthday to mommy. Happy birthday. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nice, vỗ tay, vỗ tay. Lâu lâu nhà Trân thèm á ăn, tại vì bánh Mỹ ở bên đây rất là ngọt luôn, nên nhà Trân sẽ ăn chung với lại phô mai. Và Trân sẽ lấy ra một ít hạt, này là hạt hạnh nhân nè, và đây là hạt bí, hạt rất là tốt cho sức khỏe ha. Hạt hạnh nhân này rất là tốt cho trí não luôn. Đó là cách mà nhà Trân dùng ha, rất lên. Đây là hạt bí, tất cả các loại hạt rất tốt. Đây là cách mà Trân cho các con của Trân tiêu thụ nè, mà nhà Trân rất là thích ăn các loại hạt luôn. Đây Trân cho một ít trái cây, táo và lê vô ăn cùng với bánh luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy. Yeah! Vỗ tay, thank you. Thì ba ma con ăn bánh ngon không? Dạ bánh. Dạ thưa mẹ bánh ngon. Con mời ông bà cô chú ăn bánh chưa? Dạ. Ừ? Rồi con nói làm sao? Mình ăn bà. Mời ông bà, cô chú. Anh chị em. Ăn. Ăn bánh kem. Với LeObama. Giỏi quá. Victor mời ông bà cô chú ăn bánh nè. Victor mời ông bà cô chú ăn bánh kem. Ừ. Ừ đúng rồi, mời ông bà cô chú ăn bánh kem. Bánh kem ngon quá. Mà cô chú thấy con ăn giỏi không? Bánh kem nè, dâu và phô mai. Để nguyên miếng luôn, anh tự anh sẵn ăn đó ông bà cô chú. Good job Victor. Ngon quá. Mời ông bà cô chú ăn bánh đi Victor. Mà con mời ông bà cô chú ăn bánh. Đây, bánh này ông bà cô chú phải ăn với tất cả các loại hạt và táo và lê. Chào mời cả nhà mình cùng ăn bánh với nhà Trân nghe. Bánh trong tiệm Mỹ, người Mỹ bán bánh. The pumpkin seed is come down, mommy. Yes. But the pumpkin seed mời cả nhà mình. Wants to come down. Ở bên Mỹ á cả nhà, bánh thì rất là ngon, rất là béo, rất là ngọt. Nên nhà Trân là chỉ một năm mà ăn chắc cũng 2-3 lần ạ. Lâu lâu thèm thì ra ăn vậy thôi. Mà ăn thì phải ăn kèm với lại tất cả các loại hạt. Thứ nhất là hạt rất tốt về sức khỏe. Thứ hai là vì bánh nó ngọt quá mình phải bỏ hạt vô để nó bớt cái độ ngọt. Và phải ăn táo mà phải là táo xanh, táo chua. Ăn chung với bánh. Chứ thôi nó ngọt lắm, ăn không nổi. Đó là lý do tại sao mà... Ok. Con nói tiếng Việt đi. Mẹ ơi vui lòng cắt giùm cho con. Nhà Trân á, Trân toàn là làm bánh không à. Mẹ ơi vui lòng cắt cho con. Con ăn của con đi nha. Ăn hết trong dĩa của con đi. Con cảm ơn mẹ. And then mommy will have some more. Ok. Còn quá hả con? Phô mai. Nên nhìn ở ngoài á, đi gắt chợ thấy bánh nhìn rất là hấp dẫn và rất là ngon, nhưng mà ít khi mà mua về lắm. Yes. Mẹ cắt cho con luôn ha. Rồi để mẹ cắt. Để mẹ cắt cho. Rồi để mẹ cắt nhỏ ra cho con. Rồi rồi mẹ cắt rồi đó. Ok all right. Ảnh ăn là phải tự ảnh ăn chứ ảnh không cho mình là giúp ảnh nha. Ông bà cô chú Victor đó. Mới 2 tuổi thôi mà tự ăn. Bánh ngon không? Dạ bánh. Dạ thưa mẹ bánh ngon. Ngon mà ngọt lắm bà cô chú. Đó là lý do nhà Trân rất hiếm khi mà mua về ăn. Giả cho ông mua về cho ba mẹ con ăn, ông ăn cái miếng xong ông bỏ ông chạy luôn. Trân thì Trân ăn được 2 miếng, sau đó là phải ăn với lại táo, táo xanh, táo chua là chua vậy mới ăn nổi. Tại vì quá ngọt luôn. Nhưng mà lâu lâu vẫn thèm ngọt. Ăn xong rồi đó ông bà cô chú, ăn bánh xong rồi Trân phải uống cái giấm á, Trân pha chung với nước. Yes. Clean the table please. Ok. Ăn xong là vợ chồng phải uống với lại cái giấm cho nó đẩy hết những chất ngọt không cần thiết trong cơ thể của mình ra ha. Đó là lý do mà tại sao mà lâu lâu nhà Trân ăn xong sau đó biết cách đẩy ra. Tại vì bình thường nhà Trân không ăn ngọt, mà lâu lâu thèm ngọt thì đó là cái cách mà nhà Trân ăn xong rồi đẩy nó ra khỏi cơ thể của mình bằng cách là uống giấm pha chung với nước. Giấm apple cider vinegar cả nhà, bên Mỹ này bán chỉ có 2-3 đô thôi. Nó có rất là nhiều công dụng luôn, và đặc biệt nhà Trân chuyên dùng để mà ăn khi mà lâu lâu thèm ngọt rồi nè, ăn xong rồi uống cái đó vô rồi nó đẩy hết những cái chất ngọt trong cơ thể của mình ra. Tại vì ngọt đó là nguyên nhân gây ra tất cả các loại bệnh. Nhà Trân thì ăn đó, ăn vặt cho các con là chỉ có các loại hạt và ăn trái cây là chủ yếu. Victor vẫn còn đang ăn rất là miệt mài luôn nè ông bà cô chú. Victor mê ăn à, anh khoái ăn à, nhìn kìa, không nhìn luôn. Out of all your aunt's children, yes, anybody who see your picture and your aunt with her children beside her, they would think that you're the dog. For sure. Ông xã Trân nói cái quả tóc mới của Trân nè, đầu tóc mới này nè, Trân giống dì Thu của Trân. Ông nói là các con của dì Thu mà đi chung với Trân thì là Trân là người giống với dì nhất chứ không phải là các con của dì. Yeah, thank you. You're welcome, mommy. Yeah. Family. Yes, đã đi family, ông nói đó là gia đình. Yes. Nét đẹp của gia đình. 1, 2, 3 vô kìa, đi xem 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Give him some water đã đi. 1, 2, 3 vô. You want it too? Good. Địch Tủng Tủng giống mẹ hả? Dạ. À, vậy con nói làm sao? Con xin lỗi mẹ con Địch. Tủng Tủng thúi quá, phải không? 1, 2, 3 vô đã đi. Xã Trân uống trà đâu bà cô chú? Vô. Vô. 1, 2, 3 vô. No, 3 together mommy. 3 together đã đi. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Vô. Yeah, very good. Cẩn thận đổ con. Yeah. Rồi. Rồi. Ôi, mẹ vui lòng cho con lau cái tay chứ đừng ướt cái tay. Giỏi quá. Rồi. Cảm ơn bà cô chú đã xem video nha. Ướt cái quần của mẹ rồi hả? Không sao, đợi tí nữa mẹ thay cho nha. Tạm biệt ông bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt ông bà. Tạm biệt ông bà. Cô chú. Chúc ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú một ngày tốt lành. Một ngày tốt lành. Bây giờ bye bye. Bye bye. Good job. Giỏi quá. Bye bye. Rồi good. Finally. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bà cô chú thấy Victor ăn đã không? Cảm ơn bà cô chú đã xem video hôm nay nha. Ông bà cô chú xem video nếu thích thì nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh cho gia đình Trân nha. Em cảm ơn bà cô chú. Chúc ông bà cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bye bye. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú đi Victor. Bye bye. Mẹ ơi vui lòng cho con biết đi nhau. Rồi mẹ ơi vui lòng cho con biết ha. Dạ. Ngon quá. Anh thấy mẹ làm bánh cái anh đi về nè. Trời ơi, ngồi lên ghế vậy hả? Ngồi lên cái banh vậy đó hả? Biết coi té đó nghe, cẩn thận té đó. Đó, thấy chưa? Té rồi. Biết tao làm gì đó hả? Cắn cái banh vậy hả? Cái này gì đây? Cái banh, nói đi con. Cái banh. Banh màu gì đó? Màu trắng. Banh màu trắng, màu đỏ. Bum bum bum. Biết ta chưa lái được cái chạy vòng vòng với xe đạp vậy đó. Ơi. Ok. Rồi té rồi, đứng lên con. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Biết trời giỏi quá. Not on the street. No, no, no. Cúi tay cho mẹ đi biết không? Đúng rồi, đứng lên, cúi tay. Dựng xe lên. Quay xe vô. Đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, dắt xe vô. Đúng rồi, giỏi quá biết không? Hai anh em đạp dữ dằn vậy đó hả? Queo queo, bum bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. À bíp 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 bíp. Bíp bíp. Bíp bíp. Bíp bíp. Sửa xe đạp hả con? Chạy nào. Bíp bíp. Lạnh lắm không bà một chút. Cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ. Còn nhau là cười. Rồi biết tao đội nón lên giỏi quá biết tao. Ồ yeah, biết tao đội nón giỏi quá nè, đạp xe đạp luôn. Good job biết tao. Anh tự đội nón, anh tự đạp xe đạp. Rồi hai anh em đạp xe đạp nha, cẩn thận chúng em. Ok rồi, yeah, ride bicycle more ha, alright. Ow, cẩn thận ngã xe đạp nha. Ok, good. Anh còn nhờ ba, what do you say to daddy? Thank you, daddy help you. Cảm ơn ba đã giúp con khỏi bị kẹt xe. Đúng không? Đúng rồi, kẹt là stuck, giỏi. Biết con đi theo ba kìa. Đã đi, lúc con vào bắt. Lúc con vào bắt. Rồi ông bà cô chú một ngày mùa đông. Con trai đang đạp xe đạp. Đã đi, có không? Hello. Ông giả cho ông đi tập thể dục cũng kỹ vậy đó ông bà cô chú. Thấy không kỹ không? Rồi yeah. Lạnh không bà cô chú? Alright, bye bye, thank you. Đó, ông mang vậy đó. Bye LeObama. Ui giời. Đã đi đâu? Quê ra đó đi. Quê ra đó đi. Anh thấy ba anh chạy xe nè. Một anh chạy xe, một anh chạy ra nè. Quê ra đó đi. Quê ra đó đi. Oh yeah. Ê, nice one. Đó, anh thấy ba anh đi tập thể dục về đó ông bà cô chú. Ba mẹ con đi tập thể dục trước nè. Oh yeah. Nice. Rồi, leo lên lấy đi con. Rồi, đẩy xe đạp đi ha. Bum bum bum. Bum 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 Victor. Bum bum. Bum bum. Rồi, LeObama đạp xe đạp đi học ha. Good job, Victor. You can do it. Rồi, LeObama đi học ha. Giỏi quá. Au. Ok, dựng xe lên. No, no. No, no. Dựng xe lên con. Bye, bye. Bye, bye. Victor làm gì đó? Sửa xe hả? Xe đâu có hư đâu mà sửa con. Hả Victor? Anh hai bắt chước em nữa hả? Dạ. Ôi trời, anh hai bắt chước em sửa xe luôn. Ồ, biết chưa? Victor cởi nón ra kiểu xe luôn nè Victor. Trời ơi, chào qua của chú ơi con. Xin chào. Victor. Victor. Yeah. Yes. Yes. Nah, don't touch nha. Don't touch. I want you, I want you. Yes, run. Okay, nice one. Alright, ba thương con nào. 1, 2, 3. Ba thương con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta yêu nhau xa lạ nhau. Đường phố ở Mỹ nè, đi suốt một đoạn đường dài mà không có thấy chiếc xe nào ra đường hết nha. Bên này là vậy á, rất là yên tĩnh luôn. Yes, the sign of stop. Ok, mommy hear you. Anh con đó là anh thấy cái cây để cái chữ dừng lại á. Giỏi á con. Yes, we go. Chào ông bà cô chú. Em không thể mà. Xin chào ông bà cô chú, nói hay con. Em không thích mang hả con? Ok. Ông bà cô chú xem video nếu thích thì nhớ nút like, share và đăng ký kênh cho mẹ con nghe. Gió ông bà cô chú đi. Không đi con, không. Đây, ba mẹ con nào. Sao nào, LeObama. Chiếc chim bay nè. Con chim bay ha, rồi con chim bay. Rồi con chim bay. Hai anh em ba mẹ con đi tập thể dục nha bà cô chú ơi. Victor. Yes, nice one. Tập thể dục mà anh hai kêu phải mang giỏ vô giống mẹ đó. À, anh hai mang cái gì đó? Con mang cái gì á? Mang cái gì? Mang cái giỏ. Ba là giỏ. Đúng rồi, ai mua cho con? Ba mua. Giỏi quá, ba mua giỏ cho con ha. Rồi, what do you say? What color is that? White. Màu trắng. Nói con. Màu trắng. Rồi, anh hai đội nón lên cho em ha. Giỏi quá. Cảm ơn anh hai đi Victor. Cảm ơn anh hai. Anh hai đội nón cho em giỏi quá. Good job Victor. Victor đội nón đẹp trai quá nè. No Victor, no. Anh không có thích đội nón bà cô chú ơi. Good, nice one. Yes. No. Yes.